Xin chào tất cả mọi người, lại đến với chương trình giới thiệu ca khúc trên kênh radio Đồng Ca Nhỏ của Đức Tiến. Ngay cái khúc này thì là cái lúc mà Tiến giới thiệu với tất cả mọi người về cái ca khúc mới. Thì ở bên ngoài thành phố, Tiến đang ở gần trung tâm, cái tiếng xe còi hậu nó chạy ngày đêm. Mình cảm thấy nó kéo dài hoài, thì mỗi tiếng xe còi hụ là chở đi một sinh mạng hay là cứu lấy một sinh mạng mình cũng không biết, nhưng mà nó chạy ngày đêm như vậy thì mình cảm thấy cũng lo lắng. Để trở lại với cái chương trình ngày hôm nay, chương trình âm nhạc, Tiến cố gắng đăng tất cả những bài hát mà ngày xưa mình đã viết còn dở dang để mang đến cho tất cả quý vị có những giây phút thư giãn trong cái ngày giãn cách khi thành phố đã cấm lệnh và đã có lệnh chỉ thị. Thì những cái ca khúc này là những cái ca khúc mà Tiến viết từ ở trong tâm hồn của mình để truyền tải đến tất cả mọi người. Ca khúc của ngày hôm nay có tựa đề là Ngày Đó Em Ơi. Ca khúc này thì Tiến viết vào một cái cơ duyên là khi mình chứng kiến trước hết là từ cái sự kiện ở vườn rau Lộc Hưng, thì mình cảm thấy là trên mạng đăng rất là nhiều những cái hình ảnh của những cái ngôi nhà bị giải tỏa ở trong cái khu vực vườn rau đó, có những cái hoàn cảnh cuộc đời rất là éo le và khó khăn, những người thương binh cũ, mình thấy những cái đôi nạn gỗ, những cái cặp chân giả của những người thương binh đã sót lại trên một cái đống gạch tàn, rồi thấy những cái xác chết của những con mèo và những câu chuyện đời. Có những người vừa mới xây nhà nhưng mà lại chưa kịp ăn tân gia thì cái nhà nó phải đập xuống. Tất cả những chuyện đó, những ước mơ về ngôi nhà nhỏ nhoi, ước mơ về một tổ ấm nhỏ nhoi, nhưng tưởng chừng rất đơn giản, nhưng đó là một giấc mơ phố thị của hàng triệu người từ các nơi đổ về Sài Gòn chỉ nhiêu đó. Bản thân của Tiến cũng là một trong những người cũng có ước mơ của một mái ấm, cũng có một cái chỗ chui ra chui vô mà mình không phải thuê hay mướn, không phải chạy khắp cùng ngõ hẻm để tìm một cái chỗ nấu thân, rồi dăm ba bữa lại phải chuyển đi nơi khác. Đó là điều không ai mong muốn, ai cũng muốn an cư lập nghiệp. Và ai cũng muốn mình có một cái đời sống bình yên, không ai mong muốn có một cái giá trị mình cứ ở đầu này rồi rượt bắt đầu kia, rồi thậm chí là giấy tờ cũng không đầy đủ. Không ai mong muốn chuyện đó. Thì cái ca khúc ngày hôm nay là một ca khúc nó nói lên cái ước mơ của một cái số phận đô thị đó. Ước mơ ngày đó em ơi, chúng ta sẽ về quê, mà may mắn anh cưới được em thì trong vòng lễ giáo anh sẽ là cha của đứa bé. Rồi bố mẹ của chúng ta sẽ có thêm cháu cho ông bà. Ngày đó sẽ không còn xa nữa, sẽ không còn xa, và cái ngôi nhà của chúng ta mơ ước sẽ được dựng lại trong tim, dựng lại trên quê hương mà đầy cái sự yêu thương. Đó là một cái tâm tình và cũng là cái nguồn cơn để Tiến sáng tác cái ca khúc Ngày Đó Em Ơi. Và trong cái clip thì Tiến cũng thể hiện cái phần hình ảnh là Tiến cũng đã từng sống ở Sài Gòn, sau đó thì lại phải trôi dạt về Cần Thơ, cũng cố gắng lập nghiệp ở dưới Cần Thơ. Và cái hình ảnh trong clip cũng là hình ảnh dưới Cần Thơ, nhưng mà xuống dưới đó rồi và phải giờ phải quay trở lên. Lúc này thì Tiến đang nói chuyện với quý vị là Tiến đang ở Sài Gòn, phải quay trở lên với những khó khăn. Thiên tai đã nói, nhân tai lòng người, mang trá, rồi tổ chức xã hội cũng giống như là những cái an ninh xã hội không tốt, nó dẫn đến cái việc là kinh doanh không thành, và Tiến phải trở lại Sài Gòn. Và bây giờ mời tất cả mọi người cùng đến với Ngày Đó Em Ơi, một trong những tiếng lòng của Tiến và cũng của rất nhiều người. Chúng ta đã chạy nhiều nơi để tìm về bến đỗ, chúng ta luôn vòng ngay trên quê hương đời mình quá khổ. Ta ngơ ngác nhìn nhau, những người hiền lạc loài trên phố, những ánh mắt nhìn về tương lai sâu hẳm như hầm hố, và chúng ta chưa bao giờ dừng lại về một ngày đó.
Ngày đó anh sẽ về quê, tìm một miếng đất cất lên căn nhà, đằng trước hay khu vườn sau sẽ có hàng rau với dăm con gà. Và nếu như duyên lành ban, anh cưới được em, có vài đứa cháu vui với mẹ cha. Ngày đó anh sẽ làm cha, chọn vòng lễ giáo nuôi con nên người. Hạnh phúc chung sống cùng em, chia sớt đời nhau ven vun gia đình. Đời sống đơn sơ mà vui, chỉ thế mà thôi. Tháng ngày dần trôi, anh mang ơn đời. Ngày đó sẽ không còn xa, sẽ không còn xa căn nhà chúng mình. Dừng lại trong tim, dừng trên quê hương đã sớm thay mình. Ngày đó sẽ không là mơ, sẽ không là mơ. Chân thành với người, tình người cho đi. Ngày đó có khi là ngày đang tới. Ngày đó em ơi, đã có lúc chúng ta rơi trong tuyệt vọng. Chúng ta vẫn bên nhau, bám vào đức tin rồi đứng dậy. May mắn quá, nên người vẫn còn đấy. Chưa muốn cho ngày đó anh sẽ về quê, tìm một miếng đất cất lên căn nhà, đằng trước hay khu vườn sau sẽ có hàng rau với dăm con gà. Và nếu như duyên lành ban, anh cưới được em, có vài đứa cháu mẹ cha. Ngày đó anh sẽ làm cha, chọn vòng lễ giáo nuôi con nên người. Hạnh phúc chung sống cùng em, chia sớt đời nhau ven vun gia đình. Đời sống đơn sơ mà vui, chỉ thế mà thôi. Tháng ngày dần trôi, anh mang ơn đời. Ngày đó sẽ không còn xa, sẽ không còn xa căn nhà chúng mình. Dừng lại trong tim, dừng trên quê hương đời sớm thanh bình. Ngày đó sẽ không là mơ, sẽ không là mơ. Chân thành với đời, tình người cho đi. Ngày đó có khi là ngày đang tới. Ngày đó